Chào, sau 4 ngày, 4 ngày bỏ xe thì hôm nay xe hãng nó mới gọi, nó kêu là lên lấy xe, đem theo cái remote để nó ram lại cái xe, mình lên mình để mình coi sao. Hôm nay mới được ra đường. Ra đường có lý do chính đáng đi lấy xe. Ok. Hey. Trước là hai người đẹp. Người đẹp là làm việc ở nhà nên có thời gian chở đi. Một người nữa là người đẹp của tôi. Không có đi làm. Người đẹp của tôi đang thất nghiệp. Đang thất nghiệp. Có ai cần handyman hay là gì nhờ? Nhớ nhắn người đẹp tôi làm nha. Sửa nước, sửa điện gì đó. Với lại thường là họ viết bằng tiếng Mỹ, mà thường mấy cô chú bác đọc thì cũng không đọc được, nhưng mà nhiều khi cái hiểu cái nghĩa cũng không có chính xác lắm đó. Thì cái chuyện này cũng được chị Lida Nguyễn là cái người mà đọc trên đài KTLA của LA mình đó, là chị có post lên và chị cũng rất là bức xúc. Chị cũng khoanh tròn những cái điều tiếng Mỹ trong trong cái đăng đó. Chị nói là
nói chuyện vòng vo không hiểu gì hết. Nói chuyện mà dẫn dắt người ta đi lòng vòng thì nhiều khi ví dụ như là nói là những cái kit này đang chờ FDA approve, nhưng mà FDA approve gì mà ngày thứ hai nhắn mà nói là đang chờ đến thứ ba thử FDA nào mà làm việc trong vòng 24 tiếng đồng hồ để mà approve cái vấn đề đó. Quý vị cũng biết là ở bên Mỹ này thử thuốc đồ này nọ mấy năm trời, tới chừng mà đưa cho FDA approve là nhanh nhất đi nữa là cũng phải 6 tháng chứ đâu có đơn giản. Không nói đến vấn đề mà ví dụ như dịch bệnh thì họ phải làm nhanh, nhưng mà không có mà trong vòng 24 tiếng mà chờ FDA approve rồi rồi nói là cái FDA mà ở bên Korea đó là nói là rất là chất lượng cao, cho nên cái này là được FDA Korea chấp nhận rồi. Ôi, rồi dẫn dắt bà con đi lòng vòng tùm lum hết, nhiều khi mình đọc mình cũng không hiểu chính xác được. Như bà con mình á, thường là cô chú bác lớn tuổi đó, nhiều khi cái này toàn là cái tiếng Mỹ không à, nên nhiều khi cô chú bác không có hiểu, nhưng mà hiểu không có được mà chi tiết á, nên mình cũng mập mờ nửa tin nửa ngờ thôi, nhưng mà thấy tin là nhiều hơn. Thì họ cố tình họ để làm vậy để họ được cái chuyện gì của họ thì mình cũng không biết, nhưng mà tốt nhất thì mình nên có con cháu nhỏ đó mà biết tiếng Mỹ nhiều đó thì nên kêu họ đọc kỹ những cái điều, những cái câu đó để mà mình quyết định sáng suốt hơn. Còn ví dụ như mà bà con của bác mình có những vấn đề mà không hiểu thì hoặc là mình lên Google mình search thử tiếng Việt, hay nếu mình gặp tiếng Mỹ hoặc là mình search tiếng Việt những cái đó thì có thể mình cũng tìm được những cái thông tin mà người ta nói về những cái vấn đề đó là nó đúng hay là không. Chứ mình đừng có nghe những cái lời đó rồi mình đi làm theo, toàn là đưa ra rồi dụ dỗ mấy cô chú bác không à. Hồng Loan thấy Hồng Loan rất là bức xúc, rất là tức. Mà thôi bây giờ mình không nói về vấn đề mà tức tối mà đó nữa, thì hy vọng là quý vị hiểu, quý vị đừng có đến để mà bỏ tiền ra thì phí tiền lắm. Hồng Loan một cái tin vui đó là vào lúc 12 giờ đêm ngày hôm qua là giờ New York đó, là họ đã thử nghiệm, nói là thử chứ thật ra là trị bệnh luôn đó, cho mấy chục ngàn bệnh nhân ở New York là họ sử dụng cái thuốc mà khí ninh, mà thuốc sốt rét như quý vị đã biết mấy hôm nay ở trên đài có nói đó, mà cái đó là phải cộng chung với lại cái Z vitamin C, rồi phải cộng chung với lại cái thuốc kháng sinh nữa, họ phải cộng ba thứ thuốc lại và liều lượng là phải đúng liều của bác sĩ. Thì nhưng mà với lại cái thời gian là phải cái thuốc gì vô trước rồi từ từ nó mới tạo cái sự kháng thể chúng tôi chỉ mình thì mới sử dụng cái thuốc đó. Thì bệnh viện ở New York là đã sử dụng và cho đến bây giờ là 2 giờ trưa thì New York là đã 5 giờ chiều rồi, thì họ đã sử dụng được gần 24 tiếng. Theo thông tin Hồng Loan được biết là thuốc nó vô là mọi người đã giảm được cái khó thở với lại giảm cái ho rất là nhiều. Thì hy vọng cầu xin đây là một cái tin mừng có thể chữa bệnh và cả thế giới sẽ được bình an, mong là một ngày rất là sớm. Hôm nay là ngăn luôn, không cho bước vô trong, có cái tầng này luôn. Không mà là họ làm gì cũng đúng, ở bên trong họ cũng ngăn kìa thấy. Ồ, giờ hôm nay thấy anh này anh đeo khẩu trang rồi, mình cũng mừng. Yes, I just went to go talk to him. Cái mùa này nhân viên người ta không đủ nên họ phải chia công việc ra, nên chiếc xe mình chắc có thể là vài ngày nữa mới lấy. Trời ơi, làm mất thời gian quá. Kể lại cái chuyện hồi nãy, hai cái người vợ chồng mà chết đó, người chồng bị chết nhưng người vợ chưa vẫn còn, thì là họ mua thuốc trôi nổi trên thị trường. Cái thuốc tên đó là giống như vậy nhưng mà là chuyên dụng cho
clean hồ cá, có nghĩa là để rửa hồ cá những cái chất mà tẩy rửa hồ cá đó, giống như vậy thì họ mới uống, mà uống không có theo toa của bác sĩ thì mới đâm ra tình trạng như vậy. Nhiều người người ta không biết, người ta cứ đổ thừa, nhiều người ta không biết, người ta đổ thừa cho tại ông Trump mà ông nói vậy mà ta bị chết, thì không đúng lắm. Nên mọi người muốn ấy tìm hiểu kỹ thì để cái link bài báo ở dưới đây, mọi người vô đây mọi người đọc thì mọi người sẽ hiểu hết tất cả các mọi chuyện. Còn đây là Costco nè, mọi người sẽ cách xa nha, 6 feet như vậy đó. Đông không tỷ? Đông quá, ngồi không vô rồi. Đông quá. Hai cái vợ chồng đó, cái gì mình vẫn nói về mà mua nhầm thuốc. Nhưng mà giờ bản thân nếu mà mình muốn sử dụng cái thuốc đó cũng phải đi bác sĩ. Giống như là người Việt Nam của mình cũng vậy. Thường á thì hay bệnh ho, cảm sốt, sổ mũi gì đó hay tự mua thuốc rồi tự uống đó. Thì giống Hồng Loan hồi xưa, Hồng Loan lúc mà ở Việt Nam thì giống như là cái thói quen á là như vậy. Thế mình nhức đầu thì mình uống thuốc nhức đầu, ho thì uống thuốc ho, cảm sổ mũi uống thuốc cảm sổ mũi. Nhưng mà cái này á là một cái bệnh mà dịch mà của cả thế giới, mình không có y vậy được. Với lại mình nên tập bỏ cái thói quen mà tự mua thuốc uống như vậy đi. Ở bên đây thì mình có bảo hiểm hoặc là mình có nhà nước lo thì mình nên đi bác sĩ, đi khám bác sĩ để mà cho cái toa thuốc cho đúng. Còn bản thân cái bệnh dịch này thì khi mà người ta nói là cái thuốc ký đinh này trị được bệnh đó thì không có nghĩa là mình cứ mua thuốc đó về mình uống là nó trị bệnh đó cho mình. Cái đó nó phải kết hợp nhiều thứ vô, kết hợp với lại si nè, zinc si, rồi kết hợp với lại cái Z-Pak là cái thuốc kháng sinh gì đó. Đó thì nó phải ba loại thuốc, và ba loại thuốc đó người ta phải cho vô trong từng thời điểm nào cho nó đúng. Có nghĩa là còn nếu mà mình không có vô bệnh viện thì mình cũng phải đi bác sĩ cho cái toa mình để mình sử dụng cho đúng đàng hoàng. Chứ mà mình thuốc mà mình sử dụng mà overdose là rất là dễ nguy hiểm tới tính mạng. Cái thuốc mà sốt rét đó thì nếu mà trị sốt rét á thì họ sẽ uống cái liều lượng rất là cao. Nhưng mà trị cái bệnh này á thì uống cái liều lượng là một ngày chỉ được có 200mg thôi. Nhiều khi mình không biết, mình mua về cái mình uống theo liều lượng bệnh kia mà mình trị cho cái bệnh này thì như vậy là không đúng rồi. Hồi nãy em có nói là cái trị nó trong vòng bao nhiêu ngày chưa? Chưa. Thì cái thông tin mà Hồng Loan được biết ở New York, bệnh viện ở New York đang trị cho mấy chục ngàn bệnh nhân đó, là sẽ trị trong vòng 10 ngày. Trong vòng 10 ngày thì sẽ hết bệnh. Đó là thông tin mình biết được. Nó là nếu thành công. Nhưng mà trong cái ngày đầu tiên á thì kết quả cũng rất là khả quan rồi. Cho nên hy vọng đây sẽ là một cái tin mừng cho tất cả thế giới. Mà nếu mà được như vậy thì vào khoảng giữa tháng 4 là cuộc sống của mình sẽ dần dần nó sẽ được trở lại bình thường. Rất là mong ước được cái điều đó. Cầu xin trời Phật phù hộ cho tất cả chúng ta sẽ trở lại được cuộc sống bình thường. Hôm qua có nói là hôm nay tính đi vô Home Depot mua đồ về để sửa nhà, mà cái sáng là bị ở bên xe nó gọi rồi, cho nên phải lo cái chuyện này. Chắc là hôm nay chưa đi được rồi. Hồng Loan giống như bây giờ sau này Hồng Loan mua gừng á, là Hồng Loan vô thẳng Costco á, mua cái gừng mà organic, cái gừng đó là đồ tốt. Chứ mình đừng có mua gừng mà ở ngoài á, nó nhiều khi nó là made in China đó nha quý vị. Tại vì hiện thời bây giờ á, gia đình nào mình cũng xài gừng rất là nhiều. Để mình lấy mỗi sáng Hồng Loan pha một cái ly nước trà gừng nóng đó, để mà đi đâu thì mình uống. Chắc mọi người cũng biết hết rồi, nhưng mà Hồng Loan nhắc là mua cái gừng mà cái nguồn gốc nó tốt á, thì nó sẽ tốt hơn cho mình. Bây giờ ở nhà bữa giờ
thật hồi bữa mới vừa ấy là mình mua nguyên một cái hộp mà cả nhà uống, cả ba mẹ Hồng Loan ở nhà nhưng mà ba mẹ cũng uống cái đó nữa. Cái nước gừng nó ấm nó làm cho mình đỡ, không có bị bệnh, không có bị cứng. Hôm nay hết rồi cho nên bây giờ phải vô Costco để mua cái đó. Thì giờ đi thử cái, hồi nãy đi ngang cái Costco kia đông quá à. Để như mình đi thử Costco với mình cái. Mọi người mà có con cháu mà nhỏ đó thì cần những cái loại máy, hoặc là những người lớn cần những cái loại máy mà nó phun sương á, nó làm cho không khí ẩm nó trong cái máy đó, nó có một cái loại giống như là tiệt trùng vậy đó, nó gọi là kill mấy cái con ký sinh trùng đó. Thì mình cần những loại đó để mình làm cho không khí lúc nào cũng ẩm, và cái cổ họng mình lúc nào nó cũng ẩm á, nó ít có bị flu. Thì trong cái công thức của cái máy nó có nói vấn đề đó. Thì là cái loại máy nó như thế này đây đó, nó giống vậy nè. Thì mình dễ dàng mình mua trên Amazon. Thì hiện giờ thì chị mình chỉ được mua Amazon thôi, chứ Best Buy với lại mấy cái công ty khác thì là đã đóng cửa rồi. Mình Target đó. Nếu mà Target với Walmart vẫn còn mở cửa mình vô Target mình với mua. Walmart được, do đó mình mua cũng được. Với lại mình nhớ mua mấy cái tinh dầu á, mà mấy cái tinh dầu mà nó the the đó, mình nhỏ thế vô mấy cái chất mint á, thì nó cũng làm cho cơ thể mình nó khỏe hơn. Hôm qua Lộc có đọc một cái thông tin nữa của một nghị viên ở Westminster với lại Garden Grove. Ông nói là ông đã gọi lên sở cảnh sát để xác minh là những cái chuyện mà mọi người trong gia đình có được quyền đi ra ngoài và có bị cảnh sát thổi, cảnh sát phạt khi mình đi chung với nhau vậy không. Thì cảnh sát cái này là Lộc nói lại thôi, người nào mà nghe rồi hoặc là biết rồi thì cứ ấy qua để Lộc nói cho những người là chưa từng nghe. Thì họ nói là không có cái lệnh mà không có cái việc mà bắt người như vậy, không có người phạt người như vậy. Hiện tại giờ thì chưa có cái lệnh mà bắt người và phạt người khi mà họ là gia đình mà đi chung với nhau hoặc là đi ra những chỗ công cộng. Chỉ khuyên mọi người là đứng xa nhau 6 feet để mà giữ an toàn vệ sinh và phòng chống dịch bệnh thôi. Chứ cái việc đó đã xác minh là ông giám sát viên đã khẳng định vậy rồi, thì mọi người yên tâm. Bạn bè chở nhau trên xe là vi phạm cái luật cách xa nhau 6 feet rồi. Người sống chung một nhà trong gia đình với nhau thì không bị phạt, là tại vì sinh hoạt chung thì không có thể mà tách ra như vậy được. Nhưng mà phạt là phạt những người không phải là sống chung một nhà, mà bạn bè như khi tới chở rước nhau đi chợ, đi mua đồ ăn mà chở nhau đi chung là cũng không có được. Cái đó là vi phạm luật cách nhau 6 feet với những người bên ngoài, không tính người trong gia đình, trong nhà. Còn tôi đó, đây là chị em trong nhà nè, thấy không? Đây chị em trong nhà, đây là vợ chồng, nên không có sao hết, đi chung được nha. Miễn sao mình chứng minh được là mình là chung một cái hộ khẩu. Cuối tuần vừa rồi đó thì ngoài biển vẫn để bình thường, nhưng mà nghe nói là đầu tuần này á, là các chỗ công cộng của biển á, nó rào lại hết, nó lóc lại hết để nó hạn chế cái người ta đổ ra. Tại khi người ta đổ ra thì nó làm cái cơ hội để phát tán thêm, nên họ làm vậy thì cũng đúng. Thì bây giờ mình cứ coi công viên nào gần nhà hoặc là những cái chỗ nào mà thoáng mát mình bước ra mình hít thở. Sáng thì nghe news thì đó, mọi người cứ nghĩ là chỗ đó nó vắng người, nhưng mà một người nghĩ thì không gì, nhưng mà cả ngàn người nghĩ thì chỗ đó thành chỗ đông người, thì họ cấm là cũng đúng thôi. Ở đây lúc nào parking cũng đông nghẹt, mà hôm nay nè, trời đất ơi, nó vắng như chùa Bà Đanh nha. Mỗi lần muốn đậu là phải đợi
chỗ chơi cho nít, nhà hàng ăn đủ thứ hết. Mấy bên kia là đó, bên kia là có nhà hàng ăn rồi đủ hết. Đây là khu Bella Terra đó. Chỗ này là hôm bữa Lộc với Loan ghé bên đây nè, là được trúng thưởng trúng chiếc xe đạp, xe đạp đó 20 đồng tiền donate, tiền ủng hộ, tiền quyên góp, may mắn. Ok rồi, bây giờ đi về nhà, chào tạm biệt tất cả mọi người, chúc mọi người lúc nào cũng nhiều sức khỏe trong người để chống lại đại dịch. Mong rằng một ngày rất là gần chúng ta sẽ nhận được cái tin vui là thuốc đã chữa trị thành công cho các bệnh nhân ở New York. Bye. Hẹn gặp lại. Say bye ơi.